Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi bằng tần Việt Mỹ và sau đây là phần mở đầu điểm tin Việt Nam. Tin liên quan đến người Việt biểu tình ở Đài Loan đòi Formosa thực thi công lý. Nhiều người Việt Nam ở Đài Loan và các nhà tranh đấu biểu tình ở Đài Bắc vào hôm ngày 20 tháng 6 đòi tập đoàn Formosa chịu trách nhiệm về thảm họa môi trường biển do chất thải công nghiệp độc hại mà nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh gây ra tại miền Trung Việt Nam. Những người biểu tình yêu cầu công ty thép Formosa Hà Tĩnh phải theo dõi mức độ nhiễm trong môi trường biển và công khai thông tin cho dân chúng biết. Formosa đã từng bị ngừng hoạt động trong một năm sau thảm họa biển vào tháng 4 năm 2016. Và vào tháng 6 cùng năm đó, Formosa Hà Tĩnh thừa nhận trách nhiệm trong vụ gây ra nạn ô nhiễm trên 200 km đường biển của Việt Nam. Công ty thép này, một chi nhánh của tập đoàn Formosa Plastic, thừa nhận đã thải các chất hóa học gây ô nhiễm ra biển. Công ty này chỉ thừa nhận như vậy sau khi bùng nổ nhiều cuộc biểu tình của người dân trong nước và chính phủ Việt Nam kết luận rằng Formosa Hà Tĩnh có liên quan tới thảm họa ô nhiễm ở 4 tỉnh miền Trung, làm cá chết hàng loạt. Formosa Hà Tĩnh sau đó đã lên tiếng xin lỗi và hứa đền bù 500 triệu Mỹ Kim cho những nạn nhân ở các tỉnh miền Trung, nơi người dân hầu hết sống bằng nghề đánh cá và du lịch. Tuy nhiên, sau 2 năm, người dân ở khu vực này vẫn đang phải gánh chịu những hậu quả về môi trường, kinh tế, chính trị và tâm lý mà thảm họa này để lại, thưa quý vị. Lao động Việt gửi về nước hơn 3 tỷ Mỹ Kim mỗi năm. Cục Quản lý Lao động Ngoài nước thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết hiện có khoảng 500.000 người Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài và tổng số tiền mà các lao động này gửi về nước mỗi năm khoảng 3 tỷ Mỹ Kim. Tuy nhiên, tỷ lệ lao động Việt Nam bỏ trốn, kết thúc hợp đồng, không quay về nước hoặc ở lại lao động bất hợp pháp đang xảy ra ở một số nơi. Đặc biệt là Hàn Quốc với tỷ lệ bỏ trốn lên đến 50% đã khiến việc ký hợp đồng tiếp nhận lao động giữa hai nước trở nên khó khăn. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đặt mục tiêu vào năm 2018 đưa 110.000 lao động đi làm việc nước ngoài. Bên cạnh đó, bộ này cho biết sẽ tiếp tục tìm kiếm thị trường mới và siết chặt quản lý để đảm bảo thị trường các nước cũ. Đặc biệt, trong vòng 4 năm kể từ năm 2014 đến 2017, Việt Nam xuất khẩu lao động đi làm việc ở nước ngoài vượt mức 100.000 người một năm. Vào năm 2017, số lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài đạt mức kỷ lục với 135.000 người, thưa quý vị. Kính thưa quý vị, vừa rồi là điểm tin thế giới Hoa Kỳ và Việt Nam và phần tin tức của Đài Truyền hình Việt Mỹ hôm nay đến đây đã kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày thật an lành và hạnh phúc.